Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ leo rank với một vị tôi, nó là siêu vít. Rồi, đây là một vị tướng siêu vít đã lâu lắm rồi mình không không đụng tới đấy. Rồi, và cách lên đồ cho siêu vít thì mình sẽ để ở dưới nhờ mọi người nhớ theo dõi nha. Rồi mình sẽ đem bộ đỏ. Rồi đường trên và đường dưới đang có đánh nhau này. Rồi và đường dưới này đã có Hesker và Buriti lại. Rồi và đường giữa thì có cả bua Swift tiên bản rồi. Rồi mình sẽ úi giờ thôi hệ Buriti à. Úi giờ ơi, thôi rồi, bắn ra team mình bị Anua đập một phát đi luôn đấy, có mạng đầu tiên cho team bạn luôn. Rồi giờ mình sẽ ôm chỗ thôi. Rồi và chỗ đường giữa đang đánh nhau này. Đấy, chỗ giữa mình có một hit nữa là nát rồi. Rồi mình sẽ về hồi máu và mana đây. Rồi chỗ đường trên này đấy, tìm bạn sắp nát cái chỗ rồi. Rồi mình đã lên L4 rồi. Hình như Scorn chưa up L4 này. Đấy. Rồi đường trên này đánh nhau dữ dội đấy, rất là căng luôn. Rồi tụi mình thì đã có cả Hesker và Scorn. Đấy. Hai thanh niên cao to đen hoi. Đấy. Rồi mình sẽ bắt luôn Hesker này. Ui giời, Hesker. Thôi Hesker đã trả về rồi. Rồi đánh nhau đấy, rồi mình úi giời Buriti, úi giời bắn nhân ulti luôn rồi. Úi giời Buriti kìa. Rồi mình sẽ bắt Hesker. Ô thanh niên Hesker đứng trong chỗ kìa. Úi giời. Chơi cả ngày ulti đập thẳng vô mặt Scorn lại chết trong chỗ và Hesker đứng ngay trong chỗ bị bắn luôn. Đấy. Và kết quả là hai thanh niên bị nằm sắp mặt luôn. Rồi mình sẽ về đây. Rồi chỗ đường giữa mình bị nát rồi. Rồi rồi đường giữa đang có cả Sivit và rồi mình chuẩn bị bắt Sivit thôi đấy. Rồi giờ mình sẽ xuống à. Rồi mình sẽ đi ăn con bùa đỏ luôn này. Mình ăn xong bùa đỏ mình sẽ đi ra hỗ trợ bạn Scorn nha. Rồi có cả Bandina luôn rồi. Rồi chuẩn bị đánh nhau đi. Rồi rồi bắt luôn cả Hesker này. Ui giời mình bắn hụt bên tay rồi. Thôi xong rồi. Rồi Scorn đã lên bản điểm số rồi. Rồi bắt luôn là Buriti này. Ui giời. Ui giời. Rồi. Rồi mình có ngay mạnh của Buriti đấy.
Rồi, mình sẽ lấy luôn chủ nha. Rồi, Hesker. Thủ chủ là không bao giờ được đâu. Rồi, bắt luôn. Ui giời, Hesker quay tay, quay nữa đi bạn. Rồi, Hesker đã chạy về rồi. Bắt luôn, trời ui giời, làm gì ấy. Rồi, thanh niên Hesker không chịu về. Đấy, ngọ lại là bắt luôn cả mình ấy. Giết mình không thành công nhờ bị bút Banina đấy đập mà vét mãn vát là đi làm bả luôn thanh niên hạ mạng của mình đấy. Rồi mình sẽ đứng nhà bắn đi lên đấy. Ui giời ơi trời ơi. Con đã lên bảng điểm số rồi. Rồi mình sẽ bắn bùi tê luôn đấy. Trời ơi, bắn bùi tê kìa. Ui giời, bùi tê chạy đâu. Rồi bắn luôn, ui giời. Rồi mình có ngay mạng bùi tê đấy. Bắn cho gãy cánh khỏi bay luôn. Rồi mình sẽ lại luôn chỗ đường giữa. Thôi có Hesker rồi. Rồi ở lại chơi solo với Hesker luôn. Thôi mình đùa thôi. Rồi mình sẽ chuẩn bị lấy chỗ đường giữa này. Để được team mà bảo kê này để AD bắn. Rồi đường giữa đánh nhau đây. Rồi tìm bạn cứ ở đâu. Rồi mình sẽ chuẩn bị bắn anh tê luôn. Rồi ui giời bắt Ano luôn. Đấy trời ui giời Ano lên bắn luôn. Rồi bắn luôn. Rồi trời Boruto gãy cánh tiếp theo. Rồi cách tập 2 rồi. Rồi lấy chủ thôi. Rồi đấy có cơ hội đẩy luôn chỗ này. Rồi đấy sẽ biết bây giờ đã chủ rất là nhanh. Rồi lấy chủ luôn đấy cho tìm bạn nát hết 3 đường chủ rồi. Rồi bắn luôn. Rồi ơi, xin viết tên mặt định làm gì? Ở lại solo à? Cần tên mà, rồi bắn con tên luôn. Rồi, có mạng của Ano luôn nè. Rồi. Rồi, thanh niên Scorn đang đang ở đường dưới. Đấy, giờ mình sẽ cướp luôn bộ thanh tên mạnh. Đấy. Rồi mình sẽ gà rồi thanh niên score này bắt luôn. Ui giờ thanh niên chạy rồi. Rồi mình solo chú tới luôn. Đấy mình có găng tay quỷ diệt rồi. Đấy solo rất là ngon lành. Đấy. Rồi Anu luôn, rồi chuẩn bị bắt Anu luôn. Rồi thanh niên, rồi. Đấy, mình sẽ bắn con tì rồi. Đấy, dính con tì rồi, bắt luôn bạn ơi. Thôi thôi. Úi giời ơi, rồi bị si viết tìm mạng bắn con tì. Rồi, si viết tìm mạng đã lên mạng điểm số rồi. Bắt Anu luôn bạn ơi, rồi có cơ hội rồi. Bắt luôn bạn ơi. Rồi. Ui giời. Rồi đánh nhau đi đấy. Mình chỉ cần đứng sau bắn thôi đấy. Rồi ơi, con sẽ là bạn điểm số với mình luôn. Rồi mình bắn con cho nát mông luôn. Rồi ui giời thanh niên á thanh niên mình đấy, quay tay xong rồi lên bảng điểm số luôn. Rồi mình sẽ ui giời Anua gà. Rồi thanh niên Anua là canh chúa tể này mình không thể nào ăn được rồi có cả Buruti này. Rồi lên luôn bạn ơi. Ui giời ơi thôi.
Rồi. Tìm mày đánh nhau này. Bắn luôn, ui giời, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Ui giời, Boruto vẫn bay à, rồi bắn cho gãy cánh luôn. Rồi. Rồi bắn Ano luôn này. Rồi Ano chạy ra bạn ơi. Rồi siêu vít lên bắn luôn. Rồi mình có ngay hai bùa. À? Đấy, là thơm rồi. Bị hết cơ này. À, nhảy chưa cuối nãy và Anua đã lên mã điểm số. Rồi, thanh niên score này vẫn đang đại chủ của mình. Rồi, giờ mình sẽ xuống gần thanh niên score luôn này. Rồi, chạy nhớ đi bạn ơi. Rồi, bắn chưa cũ luôn. Rồi, thanh niên ấy. Rồi, ui giời, định làm gì? Ở lại solo ạ. Rồi, mình rất là xanh rồi. Đấy, mình được 6 mạng rồi, hỗ trợ 8. Xem biết là lật game rất là mạnh. Rồi, mình sẽ ăn luôn chúa tể này. Rồi, có cả Banina và cả Hesker. Đấy, ăn xong mình sẽ đẩy thẳng luôn chủ team nhà của bạn luôn. Rồi team là đánh nhau rồi. Ui giờ team rất là đông đấy, mình chỉ đứng phía sau mình sẽ bắn thôi đấy. Ui giờ Hesker team bắn lên bắn luôn. Rồi siêu luôn này. Trời chết luôn rồi. Bắn Ano luôn, bắn Ano luôn rồi. Ano sẽ lên bắn luôn. Rồi. Rồi thanh niên Scorn chạy về nhà luôn. Rồi. Và lính của mình đang chuẩn bị lên ra, mình sẽ lấy luôn chỗ nhà nha. Rồi giờ mình sẽ win game luôn. Rồi thanh niên Scorn làm sao mà solo được. Rồi bắn cho nát mông luôn. Đấy rồi, rồi bị bắn ulti rồi xong. Đây có ngay mạng của Scorn luôn. Rồi và video mình sẽ kết thúc ở đây. Và mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Wildfire ghetto.